ở ngoài đang đông đá các bạn. Lúc sáng mình ra mình chở con mình đi học á, mình phải lấy cái đồ cạy đá đó, mình cạy một lớp đá khoảng nửa cm á, nó bám lên trên cái mặt kính á, chỗ nào cũng bám, nói chung xung quanh xe bám hết. Mình phải cạy một buổi chắc cũng 10 phút, 10 phút rồi mới được lên xe. Đó, không thôi mình lên xe mình thấy mịt mù, trắng xóa, không có thấy đường đi, cho nên phải sáng phải dậy sớm để cạy tuyết các bạn. Không phải cạy tuyết mà đá bột. Nó chưa thành tuyết, nó thành một lớp đá mỏng thôi. Hôm nay mình ăn xà lách rồi ớt màu đủ màu, rồi trái táo mini ăn quá là ngon luôn các bạn. Bây giờ muốn ăn nữa đó nhưng mà tại vì mình no quá rồi, hồi nãy trước khi ăn hoa quả trái cây thì có ăn một tô bún cá ngừ má mình nấu rất là ngon. Hôm nay thiệt là được ăn ngon. Thì bây giờ mình sẽ kể một câu chuyện vui vui cho các bạn nghe nha. Cái miệng sao mất hết tiêu son rồi, đi tô tí son cho nó đẹp đẹp nha. Đợi mình nha các bạn. Đó, đã bôi mua son xong rồi nè các bạn. Đó, khi lúc mà mình có kể chuyện của ông xã mình vô gặp mình ở trong nhà đó, đi với đứa em họ và ông cậu vô, rồi mình mời ăn phở. Mời ăn phở xong ông xã vô thăm mình, xong mình hỏi ông xã muốn ăn gì thì ông xã trả lời là anh muốn ăn phở. Rồi lúc đó ăn xong rồi mình nói là mình đi học rồi đi về luôn. Đó, lúc đi về á thì mình thấy ông xã mình nhìn mình với cặp mắt giống như trìu mến lắm, giống như là quyến luyến lắm. Mà phải lên xe đi về xong bật cái cửa ngồi trên xe taxi đó, nhìn ra vậy nè, nhìn cái cặp mắt giống như là giống như thương lắm thương lắm. Cái lúc đó mình nhìn mình mới có tình cảm các bạn. Mình nhìn mình kêu sao ổng nhìn mình với cặp mắt gì mà kỳ kỳ vậy ta. Rồi tự nhiên cái mình cảm thấy lúc người ta đi về rồi mình mới cảm thấy thích thích người ta các bạn. Ngộ cái xong rồi đi về xong rồi ảnh về Việt Nam có được có một tuần thôi, ảnh phải trở lại Mỹ. Lúc mà ảnh rời khỏi nhà mình rồi đi thăm ba cô gái khác, sau đó đúng 6 ngày sau hình như ảnh về Mỹ á. Về Mỹ xong rồi khoảng 2 tuần ông xã mình gọi điện thoại cho mình nói là giống như muốn nói chuyện với mình qua internet đó. Thì ra gặp nói chuyện rồi ngồi nói chuyện với nhau chắc 3 tháng các bạn. Đó, 3 tháng tự nhiên cái nói làm sao cái mình không vừa ý lại cãi nhau. Cãi nhau cái mình nói cãi nhau xong rồi thấy tự nhiên hai người mất tiêu luôn. Hai người không có lên nữa, mình lâu lâu mình có mở lên đúng cái giờ đó mà cũng không thấy ông xã lên online cái giờ đó. Làm sao mình kêu kỳ vậy ta, không biết ổng có bị gì không hay là ổng sao. Cái ngày nào cũng ra cái giờ đó nhìn không thấy, rồi cũng thấy buồn lắm, buồn rồi hỏi nhắn tin là tại sao không có thấy online nữa. Thấy bên đó mấy tháng cũng không trả lời, cái sau lại nói là trả lời là anh bận đi làm rồi anh bận nhiều việc cho nên mình thấy như vậy người ta bận việc người ta không gặp mình, tức là người ta không có chân thành với mình cho nên mình không có quen người ta nữa. Thế là thôi các bạn, mình không quen nữa, mình quan tâm nhưng mà người nói tại vì người ta mất đi làm cho nên người ta không gặp mình. Mình nói đi làm á thì nguyên ngày đi làm thì cũng phải có một ngày rảnh, một giờ rảnh để nhắn tin cho mình. Nếu mà người ta làm như vậy là người ta không có còn quan tâm mình nữa, thôi mình cũng vậy luôn, không có nói chuyện nữa, mình giận luôn, mình không nói nữa, cũng không ra dòm anh ta có lên hay không nữa, rồi im luôn. Tới 3 năm rưỡi sau đó, 3 năm rưỡi sau là mình học xong mình ra trường các bạn. Lúc đó mình học xong mình ra trường thì mình làm đầu tiên là mình làm ở công ty bảo hiểm Prudential, mình làm về bộ phận thư ký các bạn. Quản lý những người mà đại lý đó, những người mà đi bán bảo hiểm đó, mình quản lý hồ sơ bảo hiểm hay là cái gì mà người ta gửi lên thì mình điền thông tin rồi mình coi qua rồi mình nộp cho cái chỗ chính của nó. Thì lúc đó mình làm đó khoảng được một năm, sau đó mình thấy thôi làm sao mà đi nó xa quá, mình nghĩ mình qua bên công ty viễn thông Datalink, công ty chuyên bán những cái thiết bị linh ship, những cái thiết bị mà để gắn để gọi điện thoại qua quốc tế mà dùng qua mạng đó các bạn. Thời đó đó
cái loại mà mấy cái thẻ thẻ nhỏ nhỏ mà mình ra internet mình hay gọi qua Mỹ cái thời năm 2006 là phải đó. Thì mình làm những cái bộ phận đó, rồi mình sale bán hàng trong công ty đó. Lúc đó mình đang ngồi làm trong công ty các bạn, mình nghỉ trưa, cái mình ngồi mình ngửa ra dài, mình nghĩ vậy nè. Xong tự nhiên thấy nick Yahoo chat á, nó lên, nó gõ cửa cộc cộc. Cái xong cái mình tỉnh, mình nhìn qua, mình thấy tự nhiên thấy tên chồng mình nó hiện lên. Đó, tên Viễn. Kìa, ông này ở đâu ra vậy? Tự nhiên mấy năm trời rồi bây giờ mới thấy tên ổng, thấy ghê quá. Xong ngủ tiếp, cái nghe nhắn tin tưng, nhắn liên tục, nói em hả, rồi dạo này em sao rồi, em có khỏe không. Cái mình nói cái ông này có bị khùng không ta, mấy năm trời không nói chuyện với mình, tự nhiên bây giờ nói chuyện giống như là người mới gặp ngày hôm qua, bây giờ mới gặp lại á, thiệt hay thiệt. Cái mình cậu không nói chuyện, mình cứ ngồi vậy chút xíu rồi thấy nhắn nhiều quá, nhắn nói là má của anh đang ở Việt Nam, các bạn không biết đánh chữ Việt Nam mà đánh chữ đực chữ cái mà mình đọc mình hiểu các bạn đó. Má của anh đang ở Việt Nam thì ghi là má của An đang thì ghi, nói chung là ghi không có chữ rê, rồi ở thì ghi nói chung là ghi, nhưng mà mình hiểu được, ghi sai chính tả hết nhưng mà mình đọc mình hiểu. Khi sau rồi nói em bây giờ em có khỏe không, cái khỏe chứ, khỏe lắm, nhắn tin nói vậy đó, khỏe lắm. Cái nói muốn on voi nói chuyện với mình nói không đâu có chuyện gì đâu, nói lâu quá rồi không gặp, giờ hết chuyện nói rồi, nói vậy đó. Cái sau ông xã ổng nói má của anh đang về Việt Nam, ba má của anh đang về Việt Nam muốn tới thăm em. Không, kêu ủa anh là bạn em, anh không tới thăm em thôi, tự nhiên kêu ba má anh tới thăm em làm gì. Mình nói với ông xã vậy, cái ông xã nói là tại ba má anh về thăm bà ngoại của anh đang bị bệnh ở Việt Nam đó, muốn tới nhà thăm em, giống ba má của anh á, muốn tới nhà coi mắt mình đó các bạn, muốn tới xem mình thử như thế nào, ở ngoài đời như thế nào, chắc chỉ thấy trong hình ảnh thôi. Ông ba của ông chồng mình lúc đó là nói là hai bác muốn tới gặp con, thì mình sao không biết lúc đó sao mà mình trốn các bạn, mình không muốn gặp, cái mình trốn. Mình trốn cái mình tưởng là mình thoát cái bữa đó rồi, mình không có gặp người ta nữa là khỏe rồi á, cho nên trốn. Xong trốn đi chỗ khác, cái qua ngày sau không biết ông ba chồng của mình hiện tại giờ nè, tự nhiên ông đâu có số phone đâu, ông gọi thẳng cho mình các bạn, khỏi gọi cho gia đình mình nữa, gọi cho mình nói là con đang ở đâu vậy, bác muốn gặp con, muốn gặp con nói chuyện. Cái xong rồi cái giờ sao giờ, cái mình nói dạ con đang ở nhà, 5 phút nữa là con về tới nhà. Cái ổng nói là ổng đang ở gần nhà mình đó, ổng đang đứng trước nhà mình, bác vô nhà con trước được không. Ô, mình ở đầu đường các bạn, mình vô tới nhà là đụng mặt ba chồng. Xong rồi lần đầu tiên mình thấy ba chồng, hồi đó mình, các bạn biết là lúc đó mình về mình gặp ba chồng của mình đang đứng trước nhà, xong nói là muốn gặp mình và mẹ mình đang ngồi trong bàn á, đợi để ba chồng mình vô gặp, rồi có mẹ mình ngồi đó rồi nói chuyện. Cái tự nhiên mình thấy ông ba chồng của mình sao mà tới nhà khách hay khứa mà sao mà mặc cái quần đùi thấy kỳ quá, cho nên quần jean á, mà quần sọt á các bạn, ở bên Mỹ người ta về người ta nóng quá đó, người mặc quần đùi mà đóng thùng đàng hoàng, mà mình nói dạ con chào bác, sao bác mặc quần đùi mất lịch sự quá chừng. Cái sao cái ổng cười tại chỗ luôn các bạn, ổng cười ngẩn, cười ngơ, ổng cười mà hả luôn, ổng kêu con vui tính quá, bác nóng quá, lượng thứ cho bác hay cái gì đó không biết, ổng nói gì mà ổng vui lắm. Cái sao rồi cái con nói thì con nói cho vui vậy thôi, nhưng mà con thấy mặc đùi thấy hơi kỳ. Cái kỳ hả con, vậy lần sau bác tới bác mặc quần dài. Cái sau rồi cái dậy vô ngồi nói chuyện, cái chào má mình xong hai người lớn ngồi nói chuyện, còn mình ngồi vậy nè. Cái ba chồng á hỏi là con làm công việc gì, rồi con sao hỏi, nói chung là hỏi tùm lum hết. Mình đâu có nghĩ là ông xã của mình ở bên Mỹ nhờ ba má ổng tới xem mắt mình đâu các bạn, ổng xem đã rồi bây giờ đến ba mẹ ổng tới đó, mình thấy kỳ quá. Cái xong rồi mình cũng giận, mình kêu thà ổng về ổng thăm mình thì mình chịu. Tự nhiên mấy năm trời ổng về ổng thăm mình, tự nhiên giờ ổng kêu ba má ổng tới thấy kỳ không các bạn. Cho nên cái mình cũng nửa giận thương thương. Rồi lúc
Lúc mà mình nói chuyện chat với ảnh á, mình chat với ảnh mà mình không nói nữa, cái mình cảm thấy nhớ các bạn đó. Mình nhớ, mình kêu ủa sao người ta đang nói chuyện mình, sao người ta không nói nữa vậy ta, rồi mình với anh ta không biết sau này có thành hay không. Cái lúc đó đó các bạn, ngây thơ một cách lạ lùng. Gần Tết rồi các bạn, ở nhà có một cây mai nhỏ nhỏ ngồi trước thôi, mà đứng gần cây mai đó bứt một nhánh mai vậy nè, đó bứt dày, bứt nguyên cả cành luôn đó, bẻ nguyên cả cành mai của người ta, xong rồi đếm, à mình với ổng thành không thành, thành không thành, mà bất khi nào cho hết cái cành mai cuối cùng cái nào cũng không thành hết các bạn. Kêu lại kêu ồ vậy là 5 lần rồi bất cũng không thành, thôi bất lần thứ sáu thử, bất bất trực tiếp lên cây luôn thử có thành hay không, mình chọn cái nhánh này, ok bất thành không thành, thành không thành, cuối cùng nó nói là thành các bạn. Ồ, thành hả, bất tiếp bất tiếp, vậy mà bất tiếp nữa lại không thành nữa các bạn, bất cuối cùng bất làm sao mà để cho hết cái cây thử có thành hay không, cuối cùng bất cái nào cũng không thành hết trơn á. Quay lại một cái là cây mai trọc lóc luôn. Cái hên quá các bạn. Lúc đó thì gần Tết rồi thì phải ngắt lá mai để cho mai ra hoa, mà không ngờ mình ra, mình vô tình mình đứng mình đếm chuyện tình yêu, mình đếm đến nỗi mà mình quay lại một cái là cây mai trọc lóc hết trơn, chẳng còn một lá nào hết các bạn. Thiệt, nói chung là dại, dại khờ dại trai thời trẻ, sau rồi cái ngây ngô quá rồi vậy thôi, không nói chuyện online nữa đó, không nói chuyện online nữa. Tới mấy năm sau đó mình kể đó các bạn, 3 năm rưỡi sau đó nhờ ba mẹ tới coi mắt giùm, rồi nói em ơi bây giờ em làm gì, em có người yêu chưa hay là em có chồng chưa. Kêu không, em không có người yêu, không có chồng. Hồi đó mình cũng có quen các bạn, có quen một người mà quen đâu được tháng rưỡi gì đó, cũng không hợp, nói chuyện không hợp, nói qua nói lại mình khó chịu quá rồi cũng bye bye luôn. Chưa bắt đầu thì đã kết thúc rồi đó, như vậy đó. Thì giờ lên cho cái điện nó sáng thì đó, thì lúc đó như vậy thôi. Lúc ổng 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 hỏi lại mình đó, thì mình cũng đâu có ai đâu, thì mình nói chắc là mình không. Anh hỏi là bây giờ mình có người yêu chưa hay lấy chồng chưa, 4 năm nay rồi hay 3 năm nay rồi cũng không quen ai hả. Mình nói có quen một người mà không thấy hợp chia tay rồi, có quen có tháng rưỡi rồi thấy làm sao không hợp cho nên chia tay. Cái nói vậy bây giờ em định làm gì, ổng hỏi mình á. Bây giờ thế ổng nói cái giọng ghê lắm các bạn, lúc đó ổng nói ghê lắm. Ổng nói qua phone ổng hỏi thế bây giờ em định làm gì. Trời nó em làm gì. Cái nói em thì em đi làm. Hỏi thế đã có bạn trai chưa, hỏi vậy đó. Kìa chưa. Kìa thế em có định lấy chồng ở bên Việt Nam không. Cái xong rồi mình nói không lấy chồng, định đi tu. Cái ổng nói thôi em đừng có đi tu, để đó anh về anh cưới cho để đó anh về anh cưới. Hỏi ủa ai lấy ông mà cưới hả, hỏi ai lấy ông mà cưới. Không, anh về đại đó. Ngày mai anh đi đặt vé, 5 ngày nữa anh về. Mình tưởng không nói giỡn các bạn. Lúc lúc đó đó, ngày mai hay hay tuần sau anh về ở Mỹ, mà nói ngày mai hay tuần sau về mình đâu tin đâu. Cái sau rồi cái nói ổng nói ngày mai ông đi đặt vé xong 5 ngày nữa ông về. Cái mình tưởng ông nói giỡn, mình vẫn đi học đi làm bình thường các bạn. Xong tự nhiên thấy đâu ổng đứng ở trước nhà ổng bấm chuông tưng 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 tưng, ổng thuê người xe ôm chở ổng tới nhà mình mà không biết địa chỉ mà tìm được nhà các bạn, tìm cây cột điện nào mà cao cao nhất đó, nhắm 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 cái cột mà người ta thu sóng điện thoại đó các bạn. Cái vùng của nhà mình nó có một cái đó, nói ông xe ôm là cứ chở theo cái hướng của cái cây đó là tới nhà. Xong rồi vô cái ngã tư nào mà có thiệt là nhiều chó mèo, ngã tư nhà mình có nhiều chó mèo lắm, là không biết cái ngã tư đó là của nhà mình đó. Tại vì nguyên cái xóm đó ngã tư nó hơi giống nhau đó, lâu lâu mà ai lạ là đi về là đi lộn không à. Sau rồi ổng vô ổng gặp mình, xong mình kêu ủa sao ổng về làm chi vậy ta, mà trong lòng mình mừng mà mình giả bộ mình nói trời cái ông này tự nhiên về làm chi mình nói ổng vậy, nhưng mà trong lòng mình rất là mừng, mình vẫn còn thương lúc mà
À, không 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 có nói chuyện chat online nữa, mình buồn các bạn, buồn thời gian luôn á. Tự nhiên cái vợ đâu rạo rào rào cái đòi về đám cưới mình, thiệt nói chung là duyên nợ các bạn, duyên nợ chứ không phải là giống như mắc nợ. Mắc nợ phải tìm đến nhau để trả nợ chứ không phải là sao nữa cũng không biết nữa. Mình nghĩ sẽ không có lấy ổng mà sao mình lại lấy ổng ta, cái xong về, xong về được nửa tháng, xong đi chơi với mình rồi ăn uống rồi đạp xe đạp rồi chở đi câu cá rồi đi đủ thứ hết các bạn. Xong tự nhiên mình cảm thấy thương ghê. Ảnh siêng năng nữa, ở trong nhà là ảnh về nhà ảnh sửa đèn sửa đốm rồi ống nước rồi nói chung cái gì cũng làm cũng thấy đẹp, mà cái gì ra cái đó cái mình thấy hay là mình thấy ổng cũng được thôi, mình lấy chồng đại cho rồi ha. Thấy ổng cũng siêng năng như vậy, ok giờ ok mình gục đầu đại luôn, mình nói ok. Giống như ổng ổng hỏi mình có chịu ổng không, mình nói ok. Sau rồi cái ổng kêu vậy hả, vậy là ngày mai á ổng gọi ba mẹ ổng qua. Rồi đó ba mẹ ổng còn ở Việt Nam chưa qua Mỹ lại các bạn, gọi ba mẹ qua để hỏi em đó. Thì đám hỏi đám hỏi xong rồi ảnh trở về Mỹ, xong ảnh làm giấy tờ mấy tháng sau ảnh quay lại rồi làm đám cưới rồi dẫn qua Mỹ luôn đó các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.